Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong thủy Sakat. Lời đầu tiên thay mặt thầy Sakat cùng ban biên tập của chương trình xin kính chúc quý vị và các bạn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, ngựa là con vật yêu thích cuộc sống tự do, hoang dã. Để được hòa mình vào thiên nhiên, những người tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 2002 vì thế mà rất năng động, nhiệt tình, thích những nơi đông người và đam mê khám phá những điều mới mẻ trong cuộc sống. Và trong tháng 9 âm lịch, do được quý nhân đưa đường chỉ lối giúp đỡ, vậy nên vận trình sự nghiệp khá suôn sẻ và thuận lợi. Trong tháng 9 âm lịch, công việc liên tục thăng tiến, tài vận cũng là khả quan, tiền tài kéo đến ầm ầm, cho nên cần tránh chi tiêu những khoản tiền lớn vào thời điểm này. Trong tháng 9 âm lịch, những người tuổi Nhâm Ngọ là một trong những con giáp may mắn nhất về tài lộc và công danh sự nghiệp. Để biết được tại sao con giáp này trong tháng 9 âm lịch lại vững vàng, tự tin về thành công của mình như vậy, xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 2002 trong tháng 9 âm lịch năm 2022. Tuổi Ngọ là biểu tượng cho con ngựa, là con giáp đứng thứ 7 trong bảng xếp hạng 12 con giáp. Người tuổi Ngọ nói chung và Nhâm Ngọ nói riêng là người luôn tôn thờ tự do và độc lập. Họ là người thông minh, nhanh nhẹn, đa tài nên họ dễ thành công trong mọi lĩnh vực. Tuy nhiên không phải lúc nào họ cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ khi bắt đầu. Người tuổi Nhâm Ngọ, họ sinh ra là để gánh vác công việc cực khổ. Họ là người không bao giờ thừa nhận thất bại. Họ chiến đấu đến cùng, chỉ cần bản thân mình còn có thể. Không hành động thì thôi, người tuổi Nhâm Ngọ một khi bắt đầu ra khỏi giai đoạn non trẻ, họ sẽ gặt hái được khá nhiều thành công. Với một số người đã có sự nghiệp trong tháng này, tuy bản mệnh không gặp được nhiều cơ hội để khẳng định bản thân, song chỉ cần cố gắng chăm chỉ thì ắt sẽ nhận được phần thưởng tương xứng. Nếu công việc vất vả, thường xuyên phải thức khuya dậy sớm, bản mệnh cần trao đổi, tâm sự với người nhà trước để đôi bên cùng thấu hiểu và tạo điều kiện giúp đỡ. Trên phương diện tình cảm, người độc thân mong muốn tìm được nửa kia của mình, song do tính cách hướng nội nên khó tìm được người ưng ý. Người đã lập gia đình cần cố gắng duy trì nếp sống, thường xuyên giúp đỡ, tâm sự với nửa kia để xây dựng mối quan hệ bền vững theo thời gian. Xét về thiên can, Nhâm Dương Thủy gặp Canh Dương Kim nên gọi là thực thần, nghĩa là thân bị sinh xuất tiết, mất khí, nên trong tháng này, các gia chủ Nhâm Ngọ cần hết sức chú ý và cẩn thận trong mọi công việc. Một chút sơ suất có thể khiến cho mọi sự cố gắng của bản mệnh đổ sông đổ biển. Anh chị cũng cần chú ý tiểu nhân ganh ghét quấy phá công việc cũng như gia đình mình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Khối lượng công việc tăng lên nhưng bạn gần như luôn phải tự mình làm tất cả mọi việc. Có đôi lúc bạn sẽ nản chí vì những vất vả mà mình đang chịu đựng. Đã vậy lại thêm cạnh tranh nội bộ, mâu thuẫn với đồng nghiệp, bất đồng với cấp trên càng khiến bạn nghi ngờ liệu những gì mình đang cố gắng có là đúng đắn không. Tuy nhiên may mắn rằng sau tất cả, mệnh chủ vẫn có thể giải quyết ổn thỏa mọi khó khăn bằng chính năng lực của mình, bộc lộ vai trò quan trọng của bản thân trong tập thể và nhận được sự tán thưởng, công nhận của tất cả mọi người. Tháng này đam mê học hỏi không ngừng, khiến chính người tuổi Nhâm Ngọ cũng cảm thấy ngạc nhiên với niềm đam mê mới ập tới ở trong mình. Thế nhưng lúc này, gia chủ tuổi Nhâm Ngọ không phù hợp để tiến hành việc gì đó quá mới mẻ, nên bắt đầu từ những mục tiêu đơn giản, tập trung vào ít vấn đề sẽ hiệu quả và tốt hơn. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông, thuận lợi, thầy Sakat khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Sakat được thầy Sakat trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Nhâm Ngọ để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, tài vận trong tháng thăng trầm bất ổn, kinh doanh buôn bán có lộc tùy từng thời điểm, được mất đan xen, được nhiều nhưng cũng mất không hề nhỏ. Bên cạnh đó còn phát sinh nhiều chi phí ngoài ý muốn do anh em, bạn bè hoặc bị lôi kéo đầu tư thiếu hiệu quả. Tốt nhất nên tránh các dự án đầu tư bất động sản trong năm nay, đừng vì tham cái lợi trước mắt mà đặt cược những gì mình đang có. Nên tiết kiệm, biết phòng trừ những chuyện bất ngờ có thể xảy ra, đừng chủ quan mà đến lúc trở tay không kịp. Sông có khúc, người có lúc, không ai biết ngày mai có thể có biến cố gì sẽ đến với mình. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Sakat khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay, tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại.
Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tử vi tháng này cho rằng có thể một số việc ngoài ý muốn sẽ xảy ra nếu người tuổi Nhâm Ngọ không cẩn thận. Đây là điềm báo tai nạn bất ngờ. Khi làm việc bạn không được làm quá sức khiến khả năng tập trung bị giảm sút, dễ bị sai giấy tờ. Hơn nữa khi xuất hành xa cũng phải thật cẩn trọng. Nếu có thể thì nên để người khác cầm tay lái. Để tinh thần ổn hơn thì bản mệnh nên dành nhiều thời gian hơn cho việc nghỉ ngơi. Không những thế, bạn cũng nên nghiêm túc xem lại và điều chỉnh chế độ ăn uống và tập luyện. Các gia chủ tuổi Nhâm Ngọ hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Nhâm Ngọ. Thứ tư, về mặt tình cảm, gia đạo. Tháng này, các mối quan hệ xã giao của bản mệnh phát triển tốt đẹp. Nếu tích cực tham gia vào các buổi giao lưu, tụ tập bạn bè hoặc hoàn toàn có thể sớm tìm được người phù hợp với mình. Nam mệnh không nên rụt rè trong việc chủ động làm quen với bạn khác phái. Nếu có thiện cảm với ai, bạn hãy tiến đến gần để tiếp xúc và hiểu hơn về đối phương. Đừng chờ đợi người ta chủ động liên lạc với mình. Mối quan hệ giữa bạn với người lớn trong nhà nói chung hòa hợp. Bạn cần lắng nghe lời khuyên của những người đi trước nhiều hơn, nhất là trong những vấn đề mình còn chưa hiểu rõ. Người đã lập gia đình về cơ bản vẫn giữ được bầu không khí hòa hợp trong nhà, đôi bên vẫn đang ở trong quá trình dung hòa và thích ứng với một trang mới. Tổng quan tháng 9 âm lịch năm 2022, tháng Canh Tuất năm Nhâm Dần. Tháng 9 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch ngày 1 tháng 9 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 9 năm 2022, tức ngày 26 tháng 9 đến 24 tháng 10 năm 2022 dương lịch. Tháng 9 Canh Tuất có nạp âm là Thoa Xuyến Kim, tháng Tuất lục hợp Mão, tam hợp Dần và Ngọ thành hòa cục, xung Thìn, hình Mùi, hại Dậu, phá Mùi tuyệt Thìn. Đối với những người tuổi Nhâm Ngọ trong tháng 9 âm lịch cần tránh các ngày sau. Ngày âm lịch ngày 7 tháng 9, tức ngày 2 tháng 10 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Tý, có nạp âm là Phích Lịch Hỏa. Ngày âm lịch ngày 19 tháng 9, tức ngày 14 tháng 10 dương lịch, có nạp giáp là Canh Tý, có nạp âm là Bích Thượng Thổ. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi các mệnh chủ tuổi Nhâm Ngọ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên buông tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Nhâm Ngọ trong tháng 9 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 2 tháng 9, tức ngày 27 tháng 9 dương lịch, có nạp giáp là Quý Mùi, có nạp âm là Dương Liễu Mộng. Ngày âm lịch ngày 14 tháng 9, tức ngày 9 tháng 10 dương lịch, có nạp giáp là Ất Mùi, có nạp âm là Sa Trung Kim. Ngày âm lịch ngày 26 tháng 9, tức ngày 21 tháng 10 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Mùi, có nạp âm là Thiên Hà Thủy. Đây là 3 ngày cắt lành trong tháng để gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu. Họ tên, cộng ngày tháng, năm sinh, cộng số điện thoại. Hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong về tử vi của tuổi Nhâm Ngọ 2022 trong tháng 9 âm lịch. Hy vọng thông qua những kiến thức này sẽ giúp quý vị có những hành trang vững chắc để bước vào tháng 9 âm lịch với nhiều thành công và may mắn. Cuộc sống đôi khi có những khó khăn là để thách thức chúng ta lớn lên, vậy nên quý vị đừng quá bi quan vào cuộc sống mà hãy vững bước tiến lên hoàn thành sứ mệnh của mình nhé. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình trong suốt thời gian qua. Quý vị đừng quên đăng ký kênh là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.